Việt Nam có cơ hội vô địch cao hơn Thái Lan ở ASEAN Cup 2023. Việt Nam có 0,4% cơ hội vô địch ASEAN Cup 2023. Cơ hội vô địch ASEAN Cup 2023 của Việt Nam xếp thứ 16 trong 24 đội, trong khi tỷ lệ vượt qua vòng bảng đứng thứ 18. Theo We Global Football, VWGS, Việt Nam có 0,4% cơ hội vô địch. Xếp trên Thái Lan, Bahrain 0,24%, Lebanon, Kyrgyzstan 0,16%, Malaysia 0,12% và Indonesia 0,04%. Ấn Độ và Hồng Kông được dự đoán không thể vô địch. Nhật Bản có tỷ lệ cao nhất là 32,64%, rồi đến Iran 15,2%, Australia 14,52% và Hàn Quốc 12,08%. Dù tỷ lệ vô địch đứng thứ 16, VWGS dự đoán Việt Nam chỉ xếp thứ 18 về khả năng vượt qua vòng bảng, với 44,28%. Xếp sau là Lebanon 40,96%, Malaysia 39%, Kyrgyzstan 35,48%, Indonesia 29,28%, Ấn Độ 19,08% và Hồng Kông 7,96%. Trong khi đó, Thái Lan đứng thứ 16 với 56,8%. Tỷ lệ vượt qua vòng bảng của Việt Nam thấp hơn Thái Lan do rơi vào bảng đấu khó hơn với Nhật Bản, Iraq và Indonesia. Trong khi đó, Thái Lan đấu Ả Rập Saudi, Kyrgyzstan và Oman ở bảng F, dự đoán các cặp đấu vòng 1/8, tứ kết, bán kết, chung kết của kênh truyền hình Ancat Qatar. ASEAN Cup 2023 tổ chức từ ngày 12 tháng 1 đến 10 tháng 2 tại 9 sân vận động ở Qatar. 24 đội tuyển chia làm 6 bảng thi đấu vòng tròn một lượt, chọn ra 6 đội nhất, 6 đội nhì và 4 đội thứ 3 thành tích tốt nhất vào vòng 1/8. Ngoài VWGS, kênh thể thao Ancat của Qatar thông qua tính toán của siêu máy tính, dự đoán cả 4 đội tuyển Đông Nam Á đều dừng bước ở vòng bảng. Ở bảng D, Nhật Bản sẽ dẫn đầu, xếp sau lần lượt là Iraq, Việt Nam và Indonesia, nhưng Việt Nam không thể trở thành một trong 4 đội thứ 3 thành tích tốt nhất. Theo Ancat, các cặp đấu vòng 1/8 sẽ là Australia, Palestine, Ả Rập Saudi, Jordan, UAE, Trung Quốc, Nhật Bản, Syria, Uzbekistan, Oman, Qatar, Bahrain, Iran, Lebanon và Hàn Quốc, Iraq. Ở tứ kết, Australia sẽ gặp Ả Rập Saudi, UAE gặp Nhật Bản, Oman gặp Qatar và Iran gặp Hàn Quốc. Hai trận bán kết là cuộc đấu giữa Nhật Bản với Ả Rập Saudi và Iran với Qatar. Nhật Bản sẽ gặp Iran ở chung kết và giành chức vô địch. Việt Nam vào tứ kết cả hai lần dự ASEAN Cup năm 2007 và 2019. Tuy nhiên, lực lượng kỳ này dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Philip Trucci không được đánh giá cao. Trước giải, đội tuyển đã mất nguyên một đội hình chất lượng vì chấn thương hoặc xuống phong độ.